Không thể nào. Đừng nói với mình đó là phim nha. Kha, không thể tin là bạn có thể mướn được bộ phim hấp dẫn về những trái dừa điên này. Có người cần người hùng của chúng ta. Nhanh lên Kha. Chúng ta có sự cố về trái dừa trên biển Kha. Trái dừa bắt đầu rơi xuống cây, và một trong số chúng rơi trúng đầu Jack. Bây giờ anh ấy bị mắc kẹt và không thể thoát được. Kha, bạn phải giúp anh ấy. Coi chừng xuống xe tải, trái dừa rụng khắp nơi đó. Xuống xe tải, dừng lại. Nếu muốn cứu Chet thì chúng ta không thể bị dừa rơi trúng giống như Chet vậy. Bạn có sự chuyển quái nào giúp chúng ta có thể hoàn thành việc giải cứu không? Có sao? Vậy thì chuyển quái nào? Xe tải gấp đồ sao? Wow, cái này sẽ tuyệt lắm đây. Phải, làm tốt lắm xuống xe tải. Hãy giúp những trái dừa đó rụng xuống. Phải, cái cây vẫn an toàn. Được rồi, giải cứu Jack nào. Ôi không, nhìn trái dừa khổng lồ kìa, nó sắp rơi xuống. Chết, di chuyển đi nhanh lên. Ôi không, anh đã chết đứng rồi. Các bạn phải di chuyển ngay nhanh lên. Chiếc xe tải nó không hoạt động. Bạn phải dùng máy ST-3000 để bảo vệ Chết. Mình thật sự hy vọng nó sẽ hiệu quả. Nó tới kìa. Bạn ổn chứ Chen? Cảm ơn đã cứu anh ấy xuống xe tải à. Mình thấy bạn phát hiện ra một trò chơi với dừa rồi. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn đã cứu nguy siêu xe tải à. Hẹn gặp lại lần sau. Chào Rocky nhí, em đang chở gì vậy? Ồ, em làm nó cho ngày của cha sao? Đúng là ý tưởng tuyệt vời Rocky nhí à. Em đúng là sáng tạo. Ôi không, động cơ của em có vấn đề rồi. Ôi trời, Rocky nhí đã mất điều khiển và không thể định hướng được. Chúng ta phải gọi cứu viện thôi. Chào Kha, có một trường hợp khẩn cấp. Rocky nhí đang kéo một món quà trên trời nhân ngày của cha, thì em ấy bị mất điều khiển và lao vào chỗ nào đó trong thành phố. Chúng ta phải tìm em ấy và xem em ấy có ổn không. Bạn giúp tụi mình được không Kha?
Vì vậy siêu xe tải, bà nghĩ chúng ta có thể lần theo dấu của Rocky nhí qua những mảnh giấy này sao? Suy luận hợp lý lắm. Hoàn hảo. Đúng vậy, không thấy miếng giấy nào nữa. Trên kia xuống xe tải là tấm băng rôn mà Rocky nhí đã kéo theo trên không. Nhưng em ấy đâu rồi? Cái gì vậy? Trên kia xuống xe tải là Rocky nhí. Super trash. Rocky nhí, làm sao mà em rơi vào thùng rác vậy? Em rơi vào đó khi em bị ngã cùng miếng băng rôn sao? Chúng ta cần phải tháo nó ra cục đèn thôi, siêu xe tải à. Bạn có làm được không? Siêu xe tải. Nó cao quá siêu xe tải. Chúng ta cần giúp đỡ. Chúng ta cần thứ gì có thể leo lên đó để tháo miếng băng rôn ra. Bạn sẽ chọn công cụ nào hả siêu xe tải? Tải, đi nào siêu xe tải. Lộn hướng rồi siêu xe tải à. Đi thôi siêu xe tải, bạn làm được mà. Tải. Đừng lo Rocky nhí, siêu xe tải sẽ giúp em sửa lại miếng băng rôn thôi. Chà Rocky, siêu xe tải muốn cho bạn thấy một thứ quan trọng. Kiên nhẫn nha Rocky, sẽ rất đáng giá đó. Được rồi Rocky, quay lại nào. Đi nào Rocky nhí. Dành cho bạn đó Rocky, hôm nay là ngày của cha. Bạn phải rất tự hào về con của bạn, phải không? Làm tốt lắm siêu xe tải, bạn đúng là cứu tinh đó. Không biết chiếc phiêu lưu nào sẽ chờ đón chúng ta trong tập tiếp theo đây. Hình như thành phố xe hơi đang sửa đường thì phải. Edna và Billy dường như rất hứng thú với công việc. Chào Dan, xem ra bạn rất thích nhìn bạn của mình làm việc ha. Dan, cẩn thận đó, bạn sẽ không muốn chạy vào chỗ xi măng ướt đâu. Ôi không, xem ra bạn gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi. Mình e là quá trễ rồi, xi măng đã khô lại. Chúng ta sẽ làm gì đây? Bạn nghĩ sao hả Edna? Chúng ta sẽ gọi cho siêu xe tải sao? Ý kiến hay đó. Tiến hành đi nào. Chào Kha, bạn khỏe không? Đừng bận tâm mấy cái ổ gà đó. Đội xây dựng của chúng ta đang nâng cấp lại đường của thành phố xe hơi. Không may là có một tai nạn xảy ra gần công trường xây dựng và tụi mình cần bạn giúp. Bạn tới được chứ? Tốt quá, cảm ơn Kha.
Edna và Billy đang ở con đường mới tráng xi măng, thì Dan quyết định băng qua con đường. Nhưng không may, anh ấy chạy vào chỗ xi măng ướt và bị kẹt rồi. Xem ra chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn để giải thoát cho Dan. Cẩn thận nha, siêu xe tải. Đèn không cứng như xi măng đâu. Mấy khoang đó mạnh hơn là mình nghĩ. Việc này có vẻ không phải là chuyện tốt. Ôi không, siêu mấy khoang đã gây ra động đất mất rồi. Siêu xe tải, dừng lại. Ôi trời ơi, có hỏa hoạn rồi. Các bạn phải thật bình tĩnh, tránh xa ngọn lửa ra. Siêu xe tải, bạn cần phải làm gì đó nhanh lên. Đừng lo Dan, siêu xe tải biết cách để giải cứu bạn mà. Làm tốt lắm các bạn, đúng là hợp tác cực kỳ ăn ý. Phải, đã kiểm soát được đám cháy rồi. Và bạn đã được giải thoát, Dan à. Đúng là một tình huống đáng sợ, phải không Dan? Siêu xe tải, cảm ơn đã giải cứu tụi mình khỏi tai họa này. Bạn đúng là một anh hùng thực thụ đó. Và hai bạn cũng đã rất can đảm. Làm tốt lắm. Vì vậy các bạn. Ồ, hiểu rồi. Toàn bộ xi măng còn lại đã cứng. Và các bạn không thể hoàn thành công việc sao? Hả? Bạn có cách sao siêu xe tải? Xuất sắc. Xi măng đã mềm lại. Và các bạn có thể hoàn thành công việc rồi. Làm tốt lắm siêu xe tải à. Hẹn gặp lại lần sau nha. Chà, mình không biết là bạn có thể làm được đó. Thật là kinh ngạc. Ôi trời, có người gặp vấn đề rồi. Bạn nên kiểm tra nó kha. Ôi không, Jerry đang tập luyện cho cuộc đua. Nhưng đường đua đầy những rác. Chúng chắc là được thổi đến sau cơn bão ngày hôm qua. Kha, mình nghĩ đây là nhiệm vụ cho siêu xe tải. Chào Jerry. Nhìn bạn lo lắng quá. Bạn lo rằng không thể tập luyện cho cuộc đua sao? Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng đừng lo lắng, siêu xe tải sẽ tới để giúp bạn. Vì vậy siêu xe tải, bạn có cách rồi sao?
Siêu xe đổ rác sao? Tuyệt vời. Được rồi, hãy bắt đầu cuộc đua dọn dẹp nào. Ba, hai, một, xuất phát. Hoan hô, cả hai đều chiến thắng. À, bạn muốn nhờ bạn của bạn dọn dẹp giùm gara và tìm giùm chiếc cúp sao? Siêu xe tải, bạn làm được không? Tuyết. Chà, Jerry, bạn nói đúng, chỗ này thật hỗn độn. Những chiếc cúp của bạn nằm đâu đó trong những chiếc hộp này. Nhưng làm sao để tìm chúng đây? Phải rồi. Cánh tay nam châm. Đúng rồi. Những chiếc cúp được làm từ kim loại. Vì vậy nam châm có thể kéo chúng ra khỏi đống rác này. Xuất sắc. Nhìn kìa Jerry, tìm được những chiếc cúp rồi. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đúng là cứu tinh. Hôm nay là ngày đua. Jerry trông rất hứng thú. Xin sẽ tải vào Gary tới xem và cổ vũ cho anh ấy. Phải, Jerry đã chiến thắng. Chà, siêu xe tải, thật là kinh ngạc. Cảm ơn siêu xe tải, bạn lại cứu nguy nữa rồi. Một cuộc thi phá dở, thật là vui. Các bạn rất giỏi trong việc phá vỡ bức tường. Có người cần bạn giúp Kha à? Bạn nên về nhà ngay. Là Carrie và Ben ở nông trại. Nhìn họ rất căng thẳng. Là gì vậy? Là bàn chân của khủng long. Họ cần giúp đỡ. Nhanh lên, đi thôi. Sao tải đến giúp đây các bạn à? Không cần phải sợ nữa. Con khủng long đâu rồi? Nó đi vào mê cung sao? Chà, nó kìa. Chú xe tải, bạn sẽ làm gì đây? Bạn sẽ chuyển hóa sao? Tuyệt, hãy xử lý vụ này siêu xe tải à. Hãy cho khủng long biết ai mới là trùm. Xe tải lò xo, ý kiến hay đó. Bắt nó đi, siêu xe tải lò xo.
Nó đâu rồi? Coi chừng. Thật là đáng sợ. Ben, Carrie, chiếc xe tải lò xo muốn nói với bạn rằng con khủng long chỉ là đồ chơi thôi. Tin tốt là nó sắp vượt qua mê cung rồi. Còn tin xấu là nó hình như sắp tăng tốc và nhìn rất điên dại. Gì vậy Carrie? Ôi không, một xe hơi nhí đang ngủ trong khu vườn sao? Nó đuổi theo em bé kìa. Bạn làm được rồi, siêu xe tải lò xo. Cảm ơn đã cứu Nguyên nha, siêu xe tải. Thành phố xe hơi vinh dự trao tặng bạn huân chương vì tất cả những gì bạn đã làm. Và Carrie đã làm cho bạn một bữa trưa để bạn có thể tận hưởng mà không bị khủng long quấy nhiễu. Tận hưởng bữa trưa nha.